chào bạn đã đến hoặc quay trở lại Phương Anh Smart World. Bây giờ đã tháng 5 rồi, thời tiết đang cực kỳ nóng và oi ả đúng không nào? Cùng với tình hình dịch bệnh đang cực kỳ căng thẳng, việc chúng ta ở nhà tránh nóng hay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi hạn chế đi lại là điều hoàn toàn cần thiết. Việc chúng ta phải làm việc tại nhà hay giải trí tại nhà đặt ra một nhu cầu chúng ta sẽ cần một bộ máy đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công việc hay là chơi game. Thì hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một cấu hình PC trong tầm giá khoảng 40 triệu đồng, sử dụng những linh kiện đến từ thương hiệu đình đám AMD. Nào hãy cùng bắt đầu video. Khi nói tới AMD, chắc hẳn người yêu công nghệ đã không quá xa lạ gì với những bước tiến dài trong năm trở lại đây từ hãng, khi đem đến cho người dùng vô số những công nghệ mới cùng khả năng xử lý tính toán được cải thiện. Và trong năm 2021, với hai tượng đài là CPU AMD 5000 series cùng với các đồ họa RX 6000 series đang làm mưa làm gió trên thị trường bởi về hiệu năng cũng như giá thành. Đầu tiên sẽ là đại diện CPU AMD Ryzen 5 5600X, một trong những chiếc CPU tầm trung đến từ AMD, sở hữu thông số cực kỳ ấn tượng với 6x12 luồng, mức xung nhịp tối đa lên tới 4.6GHz, sử dụng trên kiến trúc Zen 3 cùng với tiến trình 7 nanomet tân tiến và giao thức PCIe 4.0. Và bài đánh giá chi tiết về sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo. Còn về đại diện card đồ họa thì sao? Mình đã lựa chọn chiếc card đồ họa RX 6700 XT đến từ thương hiệu Gigabyte. RX 6700 XT là em út trong đại gia đình RX 6000 series trong năm nay đến từ AMD, sở hữu những thông số ấn tượng này cùng với mức giá thành cực kỳ dễ chịu. Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC12G với thiết kế vẻ ngoài đẹp mắt với 3 quạt tản nhiệt cầm hố cùng thành phần backplate kim loại sáng trong. Gói gọn bên trong vẻ đẹp ngoại hình là thông số cực chất của GPU sử dụng kiến trúc RDNA2 mới nhất, đặc biệt được trang bị 12GB GDDR6, 16GB kết nối với bus 192bit, hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu năng rõ rệt. Sau khi xong hai thành phần cốt lõi thì các thành phần linh kiện khác sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Để cùng tông với Vega thì mình đã lựa chọn các thành phần cùng thương hiệu Gigabyte X570 Gaming X, giá thành hợp lý cùng thành phần linh kiện chất lừ và thiết kế ngoại hình ăn điểm, cũng sử dụng chiếc set X570 cao cấp giúp khai thác được hết các công nghệ đỉnh đám từ AMD. Nguồn Gigabyte GP570GM 750W 80+ V đảm bảo cân dư xăng cho cấu hình ngay cả khi mức tải nhất đạt mức tiêu thụ hiệu năng đạt chuẩn 80+ V, đảm bảo hóa đơn tiền điện đỡ eo ví. SSD Gigabyte 256GB PCIe NVMe, tốc độ nhanh cùng mức dung lượng khá ổn. Thành phần linh kiện còn lại thì mình sẽ chuyển tông màu một xíu. RAM sẽ là DDR4/2x8GB, bus 3200, đáp ứng mọi nhu cầu hiện nay. Mẫu vỏ cooler Master Masterbox MB511TG với kích thước thông thoáng cùng 3 fan đi kèm sẽ đem lại vẻ đẹp khó cưỡng. Giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra sức mạnh lên nó nào. Mình sẽ chiến một loạt tựa game offline phổ biến hiện nay ở mức thiết lập cao nhất. Hãy cùng xem nhé. Sau phần thể hiện rất ấn tượng của các loạt game offline thì mình sẽ tiến hành một vài tựa game online nhé.
Chơi game thực tế cũng đã rất ổn rồi. Tiếp theo sẽ tận dụng lợi thế về khả năng đa nhiệm của các cấu hình AMD, nên mình sẽ thử nghiệm chim luôn cho các bạn cùng xem. Là mình vừa đem đến cho bạn chi tiết nhất về sức mạnh của bộ đôi CPU AMD Ryzen 5 5600X và chiếc card loại AMD Radeon RX 6700XT sở hữu những công nghệ cực kỳ mới, cực kỳ ấn tượng và những thông số cực kỳ khủng, đúng không nào? Tuy là hai người em út trong đại gia đình của AMD. Và các bạn nghĩ sao về bộ đôi này? Hãy để lại comment ở phía dưới video. Nếu như thấy video ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ team Mela chúng mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.